Mến chào quý vị và các bạn. Bài trước chúng ta đã biết về bát quái, ứng dụng bát quái vào trong phong thủy. Thường cái môn bát trạch làm việc rất tốt về vấn đề này. Hôm nay chúng ta tiếp tục một bài từ bát quái mà ra, là chúng ta đi 24 sơn và hướng. Như các bạn đã biết, phái bát trạch chỉ lấy 8 phương vị chuẩn làm bát quái, và họ gọi là cung phi. Nhưng phái Huyền Không Phi Tinh thì sẽ tỉ mỉ hơn rất là nhiều. Mỗi cung phi như vậy, họ sẽ chia ra làm 3 sơn hướng, trong đó có cả âm và dương. Họ chia ra thành 24 sơn hướng. Ví dụ như ở hướng khảm thì chúng ta sẽ thấy là gồm có 3 sơn là nhâm, tý và quý. Rồi 3 sơn kiếp của sơn cấn là sửu, cấn, dần. Tiếp tục là giáp, mão, ất, thìn, tốn, tỵ, bính, ngọ, đinh, mùi, khôn, thân, canh, dậu, tân và tuất, càn, hợi. Như vậy vị chi là đã bằng 8 của cung phi nhân với 3 cái sơn hướng là 24 sơn hướng, và trong này có âm và dương. Em thấy là có địa nhâm là địa dương nè, thiên là âm nè, nhân là âm nè. Rồi, vậy thì khi nào là địa âm, khi nào là địa dương, và khi nào là thiên, khi nào là nhân, khi nào là địa. Vậy những bạn đi đầu tiên nhất vô của cái cung ra đi là địa tới thiên và nhân. Địa thiên và nhân, địa thiên nhân thì đi đâu? Địa là nhâm, tý, quý, là chữ nhâm là địa, tý quý là thiên nhân. Rồi sửu, cấn, dần, sửu là địa, cấn dần là thiên nhân. Giáp, mão, ất, giáp là địa, mà mão ất là thiên nhân. Thìn, tốn, tỵ, thìn cũng là địa, và tốn tỵ là thiên nhân. Và ở trong đây có một cái quy luật nữa là địa luôn luôn trái dấu với thiên nhân, nghĩa là khí của địa sẽ nghịch với khí của thiên nhân. Trong đây mọi người sẽ thấy thêm là địa âm và địa dương. Vậy khi nào là địa âm, khi nào là địa dương? Để nhớ rất là khó khăn. Thì chính vậy, bây giờ mọi người chỉ cần nhớ một phần thôi. Ví dụ như nhớ cái phần chữ địa âm đi, chính nó dễ. Địa âm thì nằm ở tứ khố là thìn, tuất, sửu, mùi. Còn lại là địa dương. Vậy thì cứ địa âm là thìn, tuất, sửu, mùi. Còn lại các địa khác là địa dương. Tóm lại, trong cung phi chia thành địa thiên nhân, địa nghịch khí với thiên nhân, địa âm nằm ở tứ khố, còn lại là địa dương. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.